Tại Mỹ, thời tiết nắng nóng đang tiếp tục thiêu đốt hầu hết các khu vực, trong đó nhiều nơi dự kiến ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo tình hình sẽ không có nhiều cải thiện ở hầu hết các khu vực trong những ngày cuối tuần này. Nắng nóng nhất có thể sẽ xảy ra ở một số vùng của bang Ohio và Indiana với chỉ số nhiệt nhiều khả năng tăng vọt lên 37,8 độ C và duy trì ở mức đó hầu hết trong ngày. Trung Tây không phải là khu vực duy nhất bị nắng nóng thiêu đốt vì các cảnh báo và khuyến cáo về nhiệt độ cao và cực cao đã được đưa ra trên khắp khu vực Đông Bắc giữa Đại Tây Dương và một số bang miền Tây nước này. Giới chức bang Idaho cho biết hai người ở độ tuổi 60 đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ.